Chị gái đập con lợn tích góp 10 tháng để mua iPhone 15 và cái kết. Ra nuôi đến Tết thì sẽ được nhiều tiền hơn đấy, nhưng mà bây giờ muốn mua iPhone 15 cho hai mẹ con thì bắt buộc phải mổ lợn. 20 người rồi mẹ ơi. Xin chào 20 người. Ui. Rồi. Ui, lợn to đấy. Anh à? À, xem trong đấy có gì nhá. Ấy nhỉ, vỡ rồi đây này mà vẫn chưa. Trời ơi, đập đi xem nào, xem trong đấy có gì. Một tờ đầu tiên đã ra. Wow, wow. 11 tháng nhá, cả nhà nhá. Nếu mà để em dự đoán nhá, mỗi tháng em để dư được khoảng 6-70 triệu thì chỗ này cũng phải có mấy trăm đấy, 5-700 đấy. Chỗ này cũng phải có 5-700 triệu đấy, bởi vì là tháng nào em làm được bao nhiêu em gần như đút lợn hết. Em không gửi ngân hàng đâu, bây giờ em... Như vậy là chị gái đập con lợn tích góp 10 tháng và chị bà là mỗi tháng để vào khoảng 5-60 triệu. Thì tổng giá trị trong con lợn có lẽ nó lên đến 500-700 triệu đúng không ạ? Đấy, trời. Rồi cố gắng cứ đút lợn đi. Giờ đến Tết còn khoảng 100 ngày thì cứ mỗi ngày bỏ ra khoảng được tầm 100.000 là từ dần cuối năm là có 150 triệu để tiêu rồi nhá. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.